Thưa quý vị, sáng nay trong ngày quốc tang thứ hai, dòng người vẫn tiếp tục đổ về nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để lần cuối được tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người vượt hàng trăm cây số mang theo lòng biết ơn, thành kính thắp nén tâm hương. Từ tỉnh Hà Tĩnh, trên chiếc xe lăn, bà Nguyễn Thị Lan, 74 tuổi, đã chờ ở nhà tang lễ quốc gia liên tục 2 ngày. Sáng nay, trước những giờ phút cuối cùng tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà đã một lần được dâng nén tâm hương. Ngày nào tôi cũng coi trên màn hình á, chỉ dáng đi của bác, từ kể cả trong quốc hội, cuộc họp của bác tôi cũng theo dõi. Tôi đang theo dõi suốt đây. Giờ bác mất đi, tôi nhớ lắm. Từ sáng sớm cho đến gần giờ truy điệu, dòng người xếp hàng ở các cổng, chốt hướng về nhà tang lễ vẫn không ngừng nối dài. Tất cả đều lặng lẽ, trang nghiêm, bày tỏ lòng thành với Tổng Bí thư. Xuất phát từ 4 giờ sáng từ tỉnh Hải Dương, anh Bùi Quý Tuyến mang theo cô con gái nhỏ đã kịp vào viếng với mong muốn con được ghi nhớ những khoảnh khắc này. Bởi vì muốn cháu ngay từ bé suy nghĩ được rằng là mình phải nhớ ơn những cha ông đi trước, những người đã có công giúp đất nước đi lên, đặc biệt là người tôn kính như bác Tổng Bí thư, là người mà không chỉ chúng em mà đời đời các con em, các cháu hay đời chắt là phải luôn ghi nhớ và noi theo bác. Còn hai mẹ con bé Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không kìm nén được cảm xúc sau những giây phút đứng trước linh cữu Tổng Bí thư. Những lời dạy của Tổng Bí thư đã được bé Ngân thuộc trong lòng. Các con trẻ cần có lòng biết ơn về lịch sử, cần phải tìm hiểu để hiểu rằng là mình đến từ đâu, tại sao mình có cái cuộc sống như thế này. Đấy là lý do mà em bé như em 16 tuổi thì em có đưa con đến đây để con có thể hiểu được rằng là mình được sống như thế này, được đầy đủ như hiện tại ngày hôm nay thì phải biết ơn rất nhiều các thế hệ đi trước. Nếu là hoa hay là hoa hướng dương, nếu là chim hay là chim bồ câu trắng, nếu là đá hay là đá kim cương, nếu là người hay là người cộng sản, cái quý giá nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Sự giản dị, lối sống đạo đức, khiêm nhường, tận tụy, một đời vì nước, vì dân, nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa trong lòng người dân một cách lặng lẽ, bình dị. Trước những giờ phút tiễn Tổng Bí thư về với đất mẹ, hàng vạn người dân vẫn không khỏi tiếc thương.